Are you ready? Hey, think you can tell us what to do? You think you can tell us what to wear? You think that you're better? いくぜ! Dùng kỹ năng trong chiến đấu sẽ cần tốn năng lượng. Năng lượng tự động hồi phục đến khi đầy. Nhấp chọn dùng kỹ năng một năng lượng của Kyo Kusanagi. Nhấp chọn dùng kỹ năng hai năng lượng của Kyo Kusanagi. Độ đã đầy, vuốt lên để dùng tuyệt chiêu. あんたじゃ燃えねえな。 Bao đuổi theo Bunny Baru, lấy lại thư mời bị cướp. Ready, go! Vào ải kế, quyết đấu với Penny Maru. Đại cô kem. Ready, go! Nhấp chọn Penny Maru, dùng nhanh kỹ năng. Tiếp tục nhấp chọn Penny Maru, dùng liên kết hoàn hảo. Hea! Hei! Shinku katate goma! Hei! Nhấp chọn Penny Maru, bắt đầu phản kích. Nhấp chọn Penny Maru, tuyệt chiêu liên kích hoàn hảo. Anta ja moene na. Nhấp chọn chiêu mộ, gửi lời mời cho đồng đội. Đi cứ kawaii cô chan. I love you. Đi cứ kawaii cô chan. I love you. Lại cô kem. Chúc mừng có đấu sĩ mới, nhấp chọn bày trận nhanh, cho các đấu sĩ ra trận. Về giao diện ải, tiếp tục tham nhấp chọn ải, chào hỏi Luffy Yagami đang hùng hổ đi đến. Ready, go! Fight! Fight! ふっふっふっふっ遊びは終わりだ。叫べ、そして死ね。ふっ、うわ、ふっ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 
KO! あんたじゃ燃えねえな。Chúc mừng nhận được mảnh đấu sĩ, nhấp chọn đấu sĩ.
Khi đủ số mảnh, nhấp chọn ghép là nhận được đấu sĩ. Tăng phẩm chất, có thể tăng phẩm chất cần 3 loại đá và thuốc cường hóa. Khi có đủ đá, nhấp chọn tăng phẩm chất để nâng cấp đấu sĩ. Nếu không đủ nguyên liệu, nhấp chọn vào đây để làm nhiệm vụ chính tuyến. I love you. Nhấp chọn khiêu chiến. Theo Sashiu Kusanagi trong học viện đấu sĩ, có thể học các kỹ thuật combo mạnh. Hãy bắt đầu từ bài cơ bản nào. Hoàn thành huấn luyện sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn, nhớ đừng bỏ lỡ. Ready, go! あんたじゃ燃えねえな。 レディー、ゴー！ Eddie đang đổi giận, sẽ là một đối thủ tăng cấp. Giúp bạn có thể ăn chocolate, có thể giúp bạn tăng cấp đấy. Iranui mai, mairimasu. Ready, go! I love you. Ready, go!
貢献。Ban tổ chức đã chuẩn bị phần thưởng cho đấu sĩ xuất sắc có thể dùng mảnh để ghép hoặc tăng sao cho đấu sĩ. Sau khi tăng sao, đấu sĩ sẽ mở khóa kỹ năng mới. Có thể vào giao diện kỹ năng, tăng cấp kỹ năng cho đấu sĩ nhất có chuẩn bị phần thưởng cho các đấu sĩ xuất sắc. Hãy tiếp tục hoàn thành cốt truyện chính tuyến, giành chiến thắng trong từng trận đấu. I remember you, if you remember me.